anh làm biết làm gì anh? Nó mau lên. Ấy học cái những cái để con nữa. Con mau lên. Rút ngắn được cái chu kỳ. Chứ tới rồi cái tiếng Trung Quốc mình đâu biết nó là gì. Ai cũng làm cái này hết nhưng mà bữa đi là đi họp là đổi thuốc rồi. Nhưng mà chưa có dẹp, chưa đem quỷ cái thuốc này rồi má anh vô tới. Qua kiểm tra đoàn chuyên ngành của chi cục có dịch vật thì phát hiện là cơ sở này có sử dụng khoảng 1.800 cái ống thuốc này là có tên là cái tiếng nước ngoài, thì ống này là nó không có nằm trong cái danh mục bộ dịch vật. Sử dụng cái hóa chất này thì nó làm cho thứ nhất là nó trắng cái cọng giá, thứ hai là nó mập và nó không có đen cái giá đi. Rồi bên cạnh đó thì cái về mà sử dụng hóa chất này nói về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Và cơ sở cũng đã thừa nhận về cái việc xử lý hóa chất này trong cái giá, và cơ sở đã tự tiêu hủy.